Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món thịt gà rim ngũ vị. Các bạn cho ngũ vị hương và gia vị vào: mật ong, hành tím. Chúng ta sẽ dùng một nửa phần đường, nghĩa là dùng một thìa đường. Còn thìa đường còn lại thì lát nữa chúng ta sẽ dùng sau. Và một nửa phần nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn đều thịt gà lên. Các bạn bóp đều cho thấm hết các gia vị. Chúng ta sẽ ướp khoảng 1 tiếng. Sau khi ướp xong thịt gà thì chúng ta sẽ mang gà lên chiên các bạn ạ. Chúng ta sẽ chiên vàng đều các mặt thì chúng ta sẽ tắt bếp. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ lật phần còn lại. Và gà của chúng ta đã vàng như này rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Mùi rất là thơm các bạn ạ. Chả của chúng ta có khá nhiều dầu, chúng ta sẽ bỏ ra bớt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho dầu hào vào chả. Một nửa phần nước mắm vừa nãy nha các bạn nha. Và cho hết phần đường còn lại vào. Các bạn thêm một bát nước lọc. Chúng ta bật bếp lên. Quấy đều cho tan phần đường các bạn. Cái phần nước chúng ta vừa nãy ướp thịt gà có thì chúng ta sẽ đổ thêm vào cùng. Phần nước này của chúng ta đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ bật nhỏ lửa. Các bạn cho toàn bộ thịt gà vào. Chúng ta sẽ rim thịt gà đến khi phần nước nó cạn đi thì chúng ta sẽ tắt bếp và cho ra. Màu thịt gà vàng rất là đẹp mắt các bạn ạ. Màu vàng kính giá. Nước thịt gà của chúng ta đã cạn rồi, bên mình sẽ tắt bếp và cho ra đĩa. Như vậy là đĩa thịt gà rim của chúng ta đã hoàn thành rồi. Mùi rất là thơm các bạn ạ.